Chào các bác nhá. Shop Tân Ánh, shop online Tân Ánh đến từ Nha Nam, Tân Yên, Bắc Giang nhá. Gửi đây chào toàn thể anh em. Thông báo với các bác trong hội nuôi ong nếm mật Việt Nam nhá. Hay là các bác hộ gia đình, các anh chị em mà nuôi một hai đàn ong văn ngạn để lấy mật dùng thì thông báo tiếp với lại các bác với anh em là mấy cái mặt hàng mà phụ kiện phục vụ cho các bác nuôi ong mật ấy thì lại tiếp tục về nhá. Mấy hôm trước thì các bác hỏi mua cái bình xịt khói này thì các bác thông cảm là shop chưa nhập kịp nhá, hôm nay shop ra về kịp để cho các bác dùng nhá. Hàng về rất là nhiều, đây này, mấy chục cái rồi, cả mấy bao bên này nữa các bác này, đây mấy bao bên này nữa, toàn bộ là cái bình xịt khói đấy. Các bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ bên này này. Đây, các bác mua nhu cầu mua liên hệ với số điện thoại của shop nhá. Số lượng và hàng này là nhiều hơn đợt trước nữa thì các bác muốn mua sỉ hay là mua nẻ thì tùy nhá, shop sẽ có cái giá chiết khấu giá thấp nhất để cho các bác nào mua số lượng nhiều nhá. Tiện thể đây thì cũng giới thiệu lại với lại các bác nhá, cái bình xịt khói để cho các bác nắm được kỹ hơn trước khi đưa ra cái quyết định mua hàng nhá các bác nhá. Đây, một số bác còn chưa mua hàng trên mạng bao giờ ấy, thì còn e ngại nhá, là mua như thế nào thì các bác yên tâm là các bác mua thì các bác cho họ tên địa chỉ, shop sẽ gửi qua đường bưu điện, chuyển phát bên bưu điện hoặc chuyển phát bên Viettel thì họ sẽ đem đến tận nhà cho các bác, và trước khi các bác trả tiền thì các bác có quyền bóc hàng ra kiểm tra. Thế đây là thực tế cái bình xịt khói nha các bác nhé, chất liệu là chất liệu inox, phía ngoài là có cái lớp thép để bảo vệ chống bỏng này, cái inox nhé. Cái này thì nói là dày thì cũng không nói là dày lắm này, nhưng mà ấn tay này cũng không lún thế nào các bác nhé, ấn tay không lún nữa, cũng rất là dày đấy. Đây, trong này có một cái kiềng thì các bác lưu ý này, khi gửi cho các bác ấy thì shop sẽ bỏ cái kiềng này ra này, dán ra phía sau này nhá, dán bằng dính ở phía sau này thì các bác kiểm hàng các bác mua đồng nhìn ra phía sau này nhá, tại vì để trong này nó sẽ lúc nắp nó kêu thì nhiều bác không nhìn thấy thì bảo là không có thiếu nhá, thì các bác lưu ý như vậy nhá. Đây là cái phần lá gió này, phần lá gió này là bằng da, cũng rất là chắc chắn, rất là tốt nhá. Cái này thì nói chung là hàng đẹp, dùng ok, giá thành thì rất là hợp lý cho các bác nhé. 230.000 cho một cái bình xịt khói này, đã bao gồm hết cả cái phí, gọi là phí gửi tới về nhà đấy các bác. Các bác nhận hàng kiểm tra hàng, không cần phải chi trả bất cứ thêm một chi phí nào khác nhé, chỉ có 230 thôi. Các bác mua nhiều còn bớt đấy, nhá. Đây cái bình xịt khói. Thế còn ngoài ra thì có cái áo liền mũ này các bác này. Đây, số lượng này cũng rất là nhiều, cả mấy trăm cái luôn. Các bác có nhu cầu thì ủng hộ shop, shop cảm ơn nhá. Đây, cả mấy trăm cái toàn bộ, đây là cái áo liền mũ. Thì cũng nói nhanh cho các bác thôi, tại vì cũng có nhiều video nói cụ thể rồi, nói nhanh để các bác xem video này các bác nắm được nó như thế nào thôi. Áo liền mũ này, chất liệu nhá, màu là màu xanh nhàn di, chất liệu là chất liệu vải bình thường, nói chung là vải bảo hộ lao động bình thường đấy các bác ạ. Đây, nó có cái mũ ở trên này, có mũ mà được may liền với cái áo. Ngày xưa thì phía sau này nó có cái đợt hàng là bằng lưới, nhưng bây giờ shop đã đặt lại nhé, là hàng phía sau này cũng may bằng vải luôn, chỉ có phía trước là lưới thôi. Và các bác lưu ý kỹ này, lưới sẽ là lưới màu đen, lưới tàn hình màu đen nhé các bác nhé. Và áo này là có một size, anh em nhỏ thì mặc rộng rãi thoải mái, các bác mà to lớn thì mặc vừa. Cổ tay thì có bu rông này, cổ tay có bu rông, ống vạt áo cũng có bu rông, và cái này là mặc theo hình thức chui đầu. Thì tôi lại mặc cho các bác xem sơ cái nhá. Đấy. Cái này nó cái tính ứng dụng của nó rất là cao, không những dành cho các bác nuôi chuyên nghiệp mà dành cho các bác nuôi văn ngạn cũng dùng rất là tốt, nuôi một hai đàn. Cái này không những là dùng trong lúc mình quay ong đâu, quay mặt đâu, mình dùng trong những lúc mình thăm ong, mình kiểm tra ấu trùng cầu gì đấy chẳng hạn đấy. Đây, mặc theo hình thức chui đầu các bác nhá. Cái này ấy, như tôi nhỏ con mặc rất là rộng. Thế còn bác nào mà to lớn hơn ấy, thì mặc nó sẽ vừa hơn nhá. Đấy. Đây có cái túi để đựng dụng cụ này. Các bác lưu ý này, phía trước ấy là lưới màu đen nhá. Lưới màu đen, lưới tàn hình. Mình nhìn nó rất là trong trẻo nhá. Và phía này là có cái đường khóa nữa. Đây, có đường khóa các bác có thể các bác tháo ra để lấy đồ hay gì đấy nhá. Đây là cái áo liền mũ. Còn là áo liền mũ nhá. Giá thành của cái áo liền mũ này ấy, thì sẽ là 180.000 các bác nhá. 180.000 là đã bao gồm cả cái phí gọi là chuyển phát nhanh đấy các bác nhé. Lưu ý shop sẽ gửi những phí chuyển phát nhanh, nó sẽ đắt hơn khoảng hai mấy 30%
so với cái phí của khách thường. Thì các bác lưu ý như vậy nhá. Cả bộ này là 100, cái áo liền mũ này là 180.000. Đã bao kính chịu thân nhân này các bác. À, đặc biệt đợt này ấy, thì nhà shop có đặt được cái lô hàng cái mũ không nhá các bác nhá, mũ không. Rất là nhiều. Đây này. Mấy trăm cái luôn. Nó tuy nó mỏng, cần nó ép vào đây là số lượng rất nhiều các bác nhá. Các bác có nhu cầu mà mua về bán lại ấy, cung cấp lại ấy, thì shop cũng có giá cho các bác luôn nhá. Đây. Cái này nói sơ thôi, sẽ có cái clip cụ thể để giới thiệu về cái mũ này. Nói chung là cái mũ này là nó sẽ hơn cái đợt trước, vành nó rộng hơn, vành nó là 40 cm đây các bạn, vành nó là bằng nhé, bằng này, bằng còn nhỉnh hơn, đây này, bằng hoặc nhỉnh hơn một cái loại áo liền mũ luôn, nhé, nó không đợt này là shop đặt được cái mặt hàng vành lớn hơn, còn đợt trước thì vành nó hơi nhỏ, các bác có phản hồi lại là mặt nó hơi cái độ nó hơi khó chịu, đợt này nó rộng như này nó sẽ rất là thoải mái nhé, đây. À, các bạn nhìn này, chung quanh là lưới để cho nó tạo nên độ thoáng mát. Nhưng các bạn lưu ý nhá, cái phần lưới mà trước mặt đấy, nhá, phần lưới trước mặt nó vẫn là màu đen, có nghĩa là nó là gọi là lưới tàng hình đấy, để cho các bác quan sát được dễ, không bị lóa mắt nhá. Đây, đây tôi đổ cái thử cho các bác xem luôn, để thử các bác xem luôn. Cái dưới này là có dây này, có nút thắt này, để các bác thắt được. Đây, các bác bỏ quả áo này các bác thắt vào nhá. Đây này, cái này là rất là dễ chịu đấy. Nó ngang vai mình luôn đấy. Đường kính là 40 cm các bác nhá. 40 cm. Xung quanh này là lưới này, để gió thổi và các bác cảm giác nó thoáng mát. Cái này cho anh em thăm ong, anh em quay ong cũng rất là tiện nhá. Ở phía trước này là lưới màu đen, để cho các bác nhìn nó rõ, lưới tàng hình đấy. Còn xung quanh là lưới màu trắng. Cái này thì shop đã đặt đặc biệt riêng rồi nhá. Nó đẹp hơn cái lô hàng trước các bác nhá. Đấy, đẹp hơn lô hàng trước. Thì lô hàng trước thì shop vẫn bán một cái mũ là 100.000 nhá các bác nhé. Thì lô hàng này thì nó chỉ nhích thêm một chút xíu thôi là 110.000 cho một cái mũ này, thì cũng đã bao gồm cả cước phí của khách nhanh cho các bác rồi nhá. Các bác lưu ý 110.000 cho cái mũ này. Nói chung là cái này thì lô trước ấy thì các bác có thể là chê là nó hơi nhỏ á, nhưng mà cái này thì đảm bảo các bác là không phải chê điểm gì nữa, rất là tiện dụng, lưới màu đen tàn hình, phía dưới có dây thắt cho các bác rất là tiện, các bác không phải chê gì nữa nhá, rất là ưng ý nhá. Đây, các bác có nhu cầu thì vui lòng ủng hộ shop nhá. Đây, các bác lưu ý kỹ này, đây là mình bán hàng online, thì các bác nắm được là mua hàng thì chỉ cần cho họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ rõ ràng là shop sẽ gửi về tới nhà. Thì trên cái phiếu gửi hàng của shop thì có thông tin rõ ràng của shop nhá, là shop đến từ Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Các bác liên hệ với các đầu số này là sẽ được phục vụ để đặt hàng và gửi hàng nhé các bác nhá. Và các bác lưu ý là mua hàng ấy là hoàn toàn miễn phí nhá, hoàn toàn miễn phí ship, các bác chỉ trả tiền hàng thôi. Các bác muốn nhận bên Viettel cũng được, bên bưu điện cũng được nhá, shop hoàn toàn miễn phí vận chuyển cho các bác nhá. Và các bác mua hàng thì cũng không cần phải đặt cọc trước nhá. Anh em thực ra là làm nghề với cái này là dụng cụ nuôi mà, các bác đã đặt hàng là các bác sẽ lấy hàng, shop sẽ không cần phải nhận cọc trước, các bác hoàn toàn yên tâm. Cái này là anh em tin tưởng nhau nhá. Đấy, gửi hàng cho các bác bóc ra xem và kiểm tra, dùng thử, rồi các bác gửi tiền cho nhân viên giao hàng. Rồi xin cảm ơn các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác trong những cái video sau. Video này thông báo với các bác là bình xịt khói, áo ong, mũ ong, phụ kiện phục vụ cho anh em làm ong mật có rất là nhiều. Mong nhận được sự ủng hộ của anh em dành cho shop nhiều hơn nhé. Các bác xem clip trên kênh YouTube nhé. Vui lòng bấm vào nút đăng ký kênh thì sẽ nhận được những cái thông báo mới nhất về những sản phẩm cho các bác nhé. Đây này, hàng đóng đi rất là nhiều. Đây anh em bên Viettel đang tới lấy hàng đây, gửi đi toàn quốc cho các bác nhé. Ship đi toàn quốc các bác nhé. Các bác ở bất cứ vùng miền tổ quốc nào cũng mua được. Giá thì là công khai như vậy, 230 cho mình chỉ khói, 180 cho áo, 101 cho cái mũ. Anh em toàn quốc để mua được hết nhá. Rồi xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác sau nhé.